Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại 133 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nha quý cô chú anh chị. Trên màn hình của chú anh chị là các bạn, đây là chiếc xe của anh Sang nha các nhà. Trong xe thì có anh Sang, không biết là có chị Ni không các nhà. Như em thấy có chị, có chị Ni, có Mộng Cầm nữa các nhà ơi, có bé Mộng Cầm nữa nè. Wow, đó. Anh Sang nè quý cô chú anh chị. Shop Hồng Ơ nha, phun xăm thẩm mỹ, chiên phiêu sợi và điêu khắc nam và nữ luôn nha quý cô chú anh chị. Từ ngày chị Ni về nước rồi á, thì hôm nay thì chắc cũng mới có dịp gặp chị Ni này cả nhà. Đây, bé Mộng Cầm nè quý cô chú anh chị. Rồi, chị Ni lâu xuống dữ rồi. Chào chị Ni. Ủa sao kỳ vậy? Ôi chị Ni che kính mít luôn. Chào anh Sang nha. Đây cả nhà ơi, shop Hồng Ơ có chi ăn sinh nhật giảm 50%, dịch vụ phun xăm nè cho đại gia đình thân yêu nè. Phun xăm môi thì 3 triệu giảm còn 1,5 triệu, chân mày phun xăm 1,5 triệu còn 800, siêu đẹp mực xịn của Đức ha, VIP nhất hiện nay. Số điện thoại này của chú anh chị, cả nhà mình nhìn kỹ đây là số điện thoại ha, để có thể liên hệ và đặt lịch trước theo với cô chú anh chị. Hai bên như nhau, phun xăm môi 3 triệu còn 1,5 triệu. Nào là chị Ni đen em. Trời ơi, không đẹp mà chị, sao cũng đẹp chân á, khỏi che. À, sau khi cái video này lên. Dạ đẹp. Khách tới nhà mà hỏi ăn gì không, để đang đói không? Khó xử quá. Anh em trong nhà biết rồi, em mình chở nghe mình tới thì mua gì đãi nó, chứ lẽ nó kêu trời giờ thèm ăn quá hả, hỏi câu nghe khách trả lời quá. Rồi ăn lại không uống nước. Biết là em mình ăn cái gì thích cái gì là biết đó, còn mày đặt hỏi nữa. Chờ sửa bên đây đi cho nó chung là Sang hỏi vậy thôi. Chứ bỏ hỏi Sang vậy chứ nhìn xăm xăm chứ hiền khô à. Im im thôi chứ. Thì đâu vậy? Ngồi đi bé. Lão Sang là không có cho Lão Sang dính vô mẹ mít đồ nè. Lão Sang mà nghe ai mà miệng cá bắt đầu Lão Sang đi lên mình đốt quá trời. Thấy cái đậu hũ đâu trời. Dỡ cái status ra. Bắt đầu chửi. Bắt đầu là sau khi em huấn luyện một buổi rồi. À, ok anh biết rồi. Ôi đắp đó chừng nào nó hết chị? Chị đắp cái gì á? Đắp cái gì đó, cái gì của chị Bé Ơ nè. Phi chảo chừng nửa tiếng, một tiếng. À cái đó của chị Bé Ơ đó hả? Gọi là để làm cho nó trắng da hả chị? Trắng da mình chứ lẽ đắp về làm cho nó đen thôi. Biêu da đó. À biêu da. Tẩy biêu da. Nửa tiếng sau thì cô chú anh chị nó sẽ khác liền hả cô chú? Biêu da là tẩy tới bầu chết đúng không chị Ơ? Bao công còn có cái gì tứ gì đó không Sang? Dương triều Mã Hán hả? Dương triều Mã Hán. Trương Long triều Hán. Còn đây kế bên là Dương triều Mã Phản không à? Không khéo khi mà cái clip này đưa lên cái tụi nó lại nói chị sợ xanh mặt cái nha. Nó nói chị sợ xanh mặt, đánh cháo khái niệm xanh mặt. Sợ là không có nhà rồi đâu có đi lông gì được. Ồ. Bình
thường thì cứ thế mà ngơi cái mặt ra, ai cũng đánh đánh tới đây đánh nè, với tới số 5 rồi cái điểm tới này nè, dễ gặp chị mà có đầu năm đúng không? Dạ đúng rồi. Ai ai mà hăm dọa chị Ni quá trời nha. Chị Ni tới số 5 là chị Ni hẹn số 5 đi. Ông đặt bún đâu vậy? Dạ. Đặt bún đâu vậy? Hôm nay đặt bún gì vậy? Cua mà sợ miếng cua là cua sốt Thái, cua đang mây. Ủa, chị có nặng mụn mới hả chị? Chị có nặng mà chị có gỡ mấy cái ngọt này cái em một đứa rồi đó. Mấy cái đứa mặt dày rồi đó chị cũng tẩy luôn đó. Mặt trơ trẽn rồi đó. Kính thưa các loại mặt không ơ làm hết. Chị có mặt chị mặt trơ trẽn không? Nghe con. Ừ. Nghe. Rồi đợi chút mới rớt xuống. Mới ở đĩa bay rớt xuống quên đó rồi. Ừ, trên đĩa bay thì mày điện tao là tao tỉnh đó. Trời ơi là trời. Thầy cô chú anh chị, địa chỉ nha. Dạ. Bữa giờ cả bữa giờ luôn. Bữa giờ qua cái đi mai bên kia, phía qua cái bờ, cái đi bên bờ. Nghe nói thông tin vậy hôm nó đi Vũng Tàu hả chị Ni? Ai Vũng Tàu không? Chị á. Đâu có không? Chị mà em nghe nói chị đi Vũng Tàu. Người ta đồn chị Ni ở đầu đường xó chợ quá trời mà đi máy bay liên tục của chú chị. Mới bay vậy nữa. Sao? Người ta đồn chị nó không có tiền, không có nhà mà chị đi máy bay không à. Đồn gì cái thôi. Đi máy bay mà họ tính tiền đâu em, đồ cắn thì mình đốt mình qua thôi. Đồ cắn qua. Ừ. Chịu em đi chui á, em biết xe đò không? Xe đò thì em có cái gì đó không xe. Xe đò thì ông chui lên ông xin tài xế ông luôn đu bên mé cửa đúng không? Thì máy bay cho em gì đó. Người ta vô là chuyện của người ta, chị đu cắn. Đồ cắn. Đốt là thôi. Bây giờ chị bậy, chị chỉ qua đĩa rồi. Đi đĩa bay rồi hả chị? Ừ. Em nghe tao nói là đồn quá trời. Và bữa em tình cờ mà nói chung là có đắt hơn nữa quay được chị ở sân bay còn chị quá trời mà thấy vô cái chỗ đó là... mà vô Rayman này chị cũng vui chứ học được nhiều điều nhiều kiến thức sân bay kiến thức là mình mua vé máy bay là mình phải chờ bên hải quan đổi ca em xem bữa nay ông tức ông tát tôi cái tôi đi kiện không ông muốn tôi đi. Ông muốn tôi phụ cái mỏ lên cái tôi đi kiện ông cái ông trốn đi cái ông chờ mua vé máy bay ông chờ bên hải quan á chịu tôi kiện ông đúng không? Ông bị dính hình sự đúng không? Cái ông mua vé ông kêu là bán cho tôi cái vé mà hải quan rực mà không thấy tôi là dễ. Anh Sang đang suy nghĩ. Làm liệt làm cái thử. Ủa, nghe tiếp nhận lỗi mới nữa hả? Đáp gì đó. Đó. À, trời. Ủa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi bị bản quyền đó nha. Cái này là cái trò chơi ở bên nước ngoài ghê thiệt chứ. Thằng đánh cái á. Chị gái em bên ở Đà Nẵng mà trốn chồng với là để bây giờ có chị gái kia mình được cái này thì sẽ chết đi với anh chị cần gì hơn chị ta để sao nói thương vậy nói thương vậy cũng lạnh mát quá.
Nay chị Ni ăn mùng 5 có ăn bánh xèo không chị Ni? Mùng 5 có ăn bánh xèo không chị? Ở Việt Nam mình mùng 5 ăn bánh xèo á, chị có ăn bánh xèo không? Chị nghe bánh xèo thì bún bò lắm. Mùng 5 mà thôi ghê, xí xó mình ăn bánh xèo đi chị. Sao cái này? Sao nó có gì?